Sự lây lan của biến thể BA.5 đang là thách thức với chiến lược Zero Covid của Trung Quốc. Nhiều thành phố như Lan Châu, Bắc Hải, Thượng Hải đã ghi nhận nhiều ổ bùng phát mới. Bên cạnh việc phong tỏa ổ dịch, tăng cường xét nghiệm, nhà chức trách các địa phương cũng dựng các bệnh viện dã chiến để ứng phó với số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Để đối phó với các ổ dịch mới, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó nhanh chóng dựa trên cơ sở khoa học. Việc phát hiện sớm là rất quan trọng để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Trong ngày hôm qua, Trung Quốc ghi nhận gần 700 ca mắc mới COVID-19, trong đó phần lớn không có triệu chứng. Còn tại Thái Lan, chính quyền thủ đô Bangkok đã mở hai bệnh viện dã chiến mới với công suất 500 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nhẹ. Tính tổng cộng tất cả các bệnh viện ở Bangkok, khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 hiện là 5.600 giường, trong đó gần phân nửa đã có bệnh nhân. Tính đến sáng hôm qua, Thái Lan ghi nhận thêm hơn 2.600 ca mắc mới COVID-19, trong đó 23 trường hợp tử vong. Giới chuyên gia y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh virus không ngừng tiến hóa, cần cải thiện hơn nữa tỷ lệ tiêm phòng để tránh xuất hiện các làn sóng dịch mới.